Còn thả như máy xúc hả? Ờ, bây giờ quay mấy này hình ảnh đổi mới vào Việt Nam thời kỳ đổi mới. Từ lúc đèn dầu nước giếng, bây giờ phải quay cảnh đèn dầu nước giếng bờ tre, trong giờ quay bờ tường, trong đèn điện. Quay hồi xưa chú đục mộc bằng tay, bây giờ dùng máy khác nhau như nào hả? Quay khác hẳn mà cái này cũng thế thôi. Thank you.